Giải mã lý do võ sư Việt Nam thách đấu với Lý Tiểu Long và cái kết khiến cả thế giới sửng sốt. Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Quý vị thân mến, trong lịch sử võ thuật trên thế giới, hiếm có một nhân vật nào có tầm ảnh hưởng như là Lý Tiểu Long. Ông không chỉ đơn thuần là một võ sư mà đã vươn tầm trở thành một ngôi sao điện ảnh lớn giúp thay đổi cách nhìn của phương Tây về người châu Á. Thế nhưng các bạn có tin được không, đã có một người Việt Nam từng dám cả gan thách đấu với ông. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Người dám cả gan thách đấu với Lý Tiểu Long là ai? Quý vị hãy cùng Tuyệt Mật tìm hiểu trong số này. Quý vị thân mến, người dám thách thức Lý Tiểu Long chính là võ sư Lý Huỳnh. Lý Huỳnh, tên thật là Siêu Sê Đa Minh Lý Kiêm Tuyền. Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1942, mất ngày 22 tháng 10 năm 2020, là một võ sư Việt Nam từng được xếp vào nhóm Nam Kỳ Tứ Tú, bốn ngôi sao sáng xứ Nam Kỳ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ông nổi tiếng với chiêu là liên hoàn bắt cước, tung người đá tám cước ở trên không. Ông là võ sư trưởng môn của lò võ Huỳnh Tiền có danh tiếng ở Sài Gòn từ thời chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Từng đào tạo ra nhiều võ sĩ thượng đài với các võ sĩ người Pháp, người Mỹ, người Thái, người Miên, người da đen. Từ năm 1970, Lý Huỳnh ít tham gia chiến đấu trên võ đài mà ông chuyển qua đóng phim. Lý giải về việc này, Lý Huỳnh từng nói là đóng phim võ thuật không có nghĩa là chỉ biểu diễn các màn võ thuật đơn điệu, mà diễn viên còn phải biết đi sâu vào khai thác tính cách, tâm lý nhân vật. Kết hợp với võ thuật, các nhân vật trong phim sẽ trở nên đa dạng, sống động hơn. Sau năm 1975, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh là nghệ sĩ Sài Gòn đầu tiên tham gia điện ảnh cách mạng với hàng loạt vai diễn ấn tượng như là Ông Hai Cũ, phim Ông Hai Cũ, Chuẩn Tướng Bách, Đứa Con Bị Chối Tử, Long Dâu trong phim Con Mèo Nhung, Thiếu Tá Y Tế trong phim Ngọn Lửa Krông Dung. Bốn vai diễn khác là Đại Tá Hoàng trong phim Cô Nhíp, Đinh Ba Búa trong phim Mối Tình Đầu, Đại Úy Long trong phim Mùa Gió Trướng, Trung Úy Sâm trong phim Hòn Đất, giúp nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh đạt giải Bông Sen Bạc tại các liên hoan phim toàn quốc. Đặc biệt là vào vai với Lão Nông Hai Lúa, phim Vùng Gió Xoáy, ông đạt giải diễn viên xuất sắc nhất với giải thưởng cao quý Bông Sen Vàng. Trong đời võ sĩ năm 1965 đến năm 1974, Lý Huỳnh thượng đài 12 lần với 8 trận thắng, 3 trận thua, 1 trận hòa. Qua thành tích trên, cho thấy thành tích thi đấu võ đài của Lý Huỳnh chẳng là gì nếu như là đem so sánh sự nghiệp lẫy lừng của các đàn anh như là Nguyễn Phi Hoàng, Trà và Hương, Kinh Kha, Long Mosh, Đới Văn Quý. Cho nên chẳng hiểu động lực nào đã thúc đẩy gà tre Lý Huỳnh tự tin cất tiếng gáy đòi tỉ thí võ công với ông vua Kung Fu ở tận Hồng Kông. Đó là vào năm 1970, lúc đó tròn 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức, lại là một võ sĩ chuyên nghiệp, đi thi đấu nhiều nơi, thượng đài nhiều lần. Lúc đó tôi đang đóng phim do võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn, người đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh. Ông này đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh kể. Võ sư Lý Huỳnh vốn có gương mặt rất điện ảnh mà gọi nôm na là ăn hình. Vóc dáng cao lớn, đi quyền múa cước lại đẹp mắt, khó ai bì nên cả đoàn người phương Bắc phục lăn. Hàn Anh Kiệt mừng như bắt được vàng, liền mời Lý Huỳnh vào vai Vũ Hùng, đại sư huynh của một võ đường trong phim Long, Hổ Sát Đấu. Đến cảnh chiến đấu với quan sĩ Nhật, buộc phải tung chiêu là liên hoàn bắt cước, Lý Huỳnh lại một lần nữa buộc cả đoàn làm phim phải trầm trồ, thán phục. Đạo diễn yêu cầu Lý Huỳnh biểu diễn thế đá liên hoàn bắt cước nổi tiếng của ông, đá một cước hạ đo ván 8 người. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, ông Kiệt đến bắt tay võ sĩ người Việt, khen Lý Huỳnh đá rất đẹp, rất hay. Kinh ngạc trước tuyệt chiêu như là vũ bão của võ sĩ Việt Nam, Hàn Anh Kiệt bất ngờ quay sang Lý Huỳnh hỏi: "Nếu gặp nhau ngoài đời, anh có dám đấu với Lý Tiểu Long không?" Lý Huỳnh liền đáp thẳng thắn không ngại ngần: "Tôi sẵn sàng đấu với Lý Tiểu Long." Buổi quay phim đó còn có rất nhiều người trong đoàn làm phim, còn có rất nhiều những phóng viên báo đài. Ngay lập tức, ngay ngày hôm sau, báo giới Hồng Kông và tại miền Nam nước ta liền rầm rộ câu nói của Lý Huỳnh như là một lời thách đấu với Lý Tiểu Long. Nhưng tiếc là Lý Tiểu Long đã ra đi quá sớm. So sánh bản thân với Lý Tiểu Long, Lý Huỳnh nói: "Với mặt mạnh và yếu của mỗi bên, nếu thật sự so tài thì bên tám lạng người nửa cân, chưa biết ai thắng ai." Lý giải sự tự tin của mình, Lý Huỳnh cho biết: "Năm 17 tuổi, tôi chính thức bước lên võ đài. Năm 1958, từng đấu với nhiều võ sĩ vô địch hạng lông, trong đó có trận đấm knockout đối thủ Leos Freshcoy, võ sĩ da đen vô địch quân đội Pháp, nặng hơn tôi là 10 kg.
Lúc đó Lý Huỳnh 60kg, đối phương 70kg. Sau đó tôi lần lượt đánh bại các đối thủ sừng sỏ như là Mạch Trung Phương năm 1964, từng vô địch miền Trung, thắng Anh Thạch, cựu quân vô địch miền Bắc, vô Nam 1954, thủ hòa với võ sĩ Văn Đại, đương kim vô địch quyền Anh miền Nam năm 1960. Tôi từng đại diện cho Sài Gòn đi Campuchia thi đấu với võ sĩ vô địch Campuchia. Trận này tôi chỉ thua về kỹ thuật, một phần do trọng tài sự ép. Võ sư họ Lý cũng cho biết, ông từng học ba người thầy tên tuổi gồm võ sư Hai Yến, võ cổ truyền Việt Nam, võ sư Huỳnh Tiền, đương kim vô địch tự do và boxing. Ngoài võ sĩ Lò Huỳnh Tiền đều là những sư phụ ghép chữ Huỳnh vào tên riêng như là Vũ Huỳnh, Hiệp Huỳnh, Remy Huỳnh, nên ông cũng được thầy đặt cho biệt danh là Lý Huỳnh. Sau đó, ông thọ giáo võ sư Huỳnh Đạt Vân là người Trung Quốc học các môn côn, kiếm, binh khí, quyền của môn phái Thiếu Lâm Tự. Tôi là con nhà võ đã qua thử lửa đến độ không có biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Khi còn trẻ, tôi có thể đấu liên tục 15 hiệp, mỗi ngày đều tập dượt bao cát, chạy bộ và tập đối luyện. Nếu Lý Tiểu Long có bước chân nhún nhảy theo đấu pháp quyền Anh, bộ tay Vịnh Xuân và đòn cước karate, thì ngược lại, tôi có đòn tay quyền Anh, đòn đá taekwondo, trỏ gối của võ tự do và bộ pháp di chuyển theo Thiếu Lâm Nam Phái. Theo tôi, điểm yếu của Lý Tiểu Long là có gương mặt hẹp, quai hàm yếu. Đây là điều tối kỵ khi gặp các tay đấm bốc, vì chỉ với một cú nốc có thể bị gãy quai hàm và dễ knock out, Lý Huỳnh chia sẻ. Thực ra có ý kiến lại cho rằng đó chỉ là chiêu bài đánh bóng và trò lập lờ lá cải. Thực ra, cho đến ngày nay, mỗi khi nhắc đến lại giai thoại này, chẳng một ai trong đoàn làm phim Long Hổ Sát Đấu ngày ấy mục kích được 8 cú đá thần sầu của họ Lý và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào cho thấy đạo diễn Hồng Kông Hàn Anh Kiệt không phục Lý Huỳnh, kèm theo lời hứa là sẽ đưa Lý Tam Cước ra Việt Nam so tài với ông. Ngay cả Trần Quang, diễn viên chính ở bộ phim trên cũng cười trừ khi bị báo chí Sài Gòn tra hỏi về chuyện giật gân này bởi ông ngại sẽ làm tổn thương danh dự đồng nghiệp nếu như tiết lộ sai sự thật. Còn nhà quay phim Trần Đình Mưu thì khá tế nhị. Lúc quay, tôi chỉ thấy Lý Huỳnh tung chân đá loạn xạ, chứ đâu thể đếm xem tổng cộng họ Lý đã phóng ra bao nhiêu ngọn cước. Khá nhiều võ sư tên tuổi, người Hoa và người Việt ở Sài Gòn, Chợ Lớn đều cười xòa trước tin giật gân là Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long. Họ cho đây là chiêu bán báo bởi Lý Sài Gòn còn kém Lý Hương Giang đến mấy bậc. Còn chuyện hãng phim nào đó ở Cửu Long gửi điện mời đích thanh võ sư Lý Huỳnh và đệ tử ruột của Lý Ngọc Long sang đóng phim chỉ là một trò hề của báo lá cải. Và lại, võ sư Lý Huỳnh không hề công bố cho các ký giả được tận mắt trông thấy bức thư gửi từ đảo Cửu Long. Cái nhà báo chỉ toàn nghe Lý Huỳnh nói miệng rồi đưa tin bằng chiêu thêm mắm dặm muối cho ly kỳ, mục đích giúp báo tăng số lượng phát hành. Có nhiều lý do để cho hàng chục tờ báo lá cải mạnh dạn hùa vô khai thác đề tài nóng này. Thứ nhất, sẽ chẳng bao giờ Lý Tiểu Long chịu cất công lặn lội tới Sài Gòn bởi anh có rất nhiều dự án làm phim bộn bề ở Hollywood. Và lại, ai sẽ đứng ra chịu toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển của ngôi sao cung phu này tại Việt Nam? Thứ hai, do một số tờ báo đang đói tin. Thứ ba, võ sư Lý Huỳnh là người muốn mua danh đã vung tiền ra cậy nhờ một số ký giả thân quen đưa những thông tin giật gân nhằm tạo dựng tên tuổi, giúp Lý Huỳnh dễ bề đứng ra tổ chức các đêm thi đấu võ đài ở sân Tinh Võ. Một nghi vấn khác khá thuyết phục, Lý Huỳnh chỉ tiết lộ vụ thách đấu trên nửa tháng sau khi bộ phim Long Hổ Sát Đấu đã đóng máy, tức là đạo diễn họ Hàn đã quay về lại Hồng Kông. Vì sao Lý Võ Sư không tung sự kiện động trời này vào thời điểm mà cả đoàn làm phim đang quay với sự có mặt của Hàn Anh Kiệt để báo giới dễ dàng tiếp cận đạo diễn Hồng Kông nhằm xác minh rõ thực hư? Tháng 1 năm 1975, ông Trần Văn Thoàn, Chủ tịch Tổng cục Quyền thuật, mời một số võ sư kiêm tài tử điện ảnh Hồng Kông gồm Khương Đại Vệ, Địch Long, Phạm Mã Xanh, Vương Trung, Lý Tụ Hiền và Trần Quang Thái qua Sài Gòn tham quan và giao lưu với các võ sĩ Việt Nam. Nếu như đã có gan thách đấu Lý Tiểu Long, thế tại sao võ sư Lý không đứng ra tổ chức thi đấu với những cao thủ đến từ Hương Cảng? Nếu các trận đấu diễn ra sẽ chắc chắn là cháy vé và võ sư Lý Huỳnh tha hồ hốt bạc. Vậy thì tại sao ông không thực hiện nhằm qua đó chứng minh bản lĩnh võ công của mình là thứ thiệt, đồng thời dập tan những nghi ngờ đàm tiếu từ dư luận? Lý Tiểu Long sinh ngày 27 tháng 11 năm 1940, mất ngày 20 tháng 7 năm 1973. Tên khai sinh là Lý Trấn Phiên, là một cố võ sư, diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ gốc Hồng Kông. Ông là người sáng lập ra Triệt Quyền Đạo,
một triết lý võ thuật kết hợp rút ra từ các môn chiến đấu khác, thường được cho là đã mở đường cho võ tổng hợp hiện đại MMA. Lý Tổ Long được các nhà phê bình, giới truyền thông và các võ sĩ khác coi là võ sĩ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là biểu tượng văn hóa của đại chúng thế kỷ thứ 20, người đã thu hẹp khoảng cách giữa Đông và Tây. Ông được ghi nhận là người quảng bá phim điện ảnh Hồng Kông thuộc Anh và giúp thay đổi cách thể hiện của người châu Á trong phim Mỹ. Sinh ra ở San Francisco và lớn lên ở Hồng Kông thuộc Anh, người được cha giới thiệu với ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông khi còn là một diễn viên nhí. Song đây không phải là những bộ phim võ thuật. Kinh nghiệm võ thuật ban đầu của ông bao gồm là Vịnh Xuân Quyền do Diệp Vân huấn luyện, Thái Cực Quyền, Quyền Anh, chiến thắng một giải đấu Quyền Anh dành cho lứa tuổi học sinh ở Hồng Kông và dường như thường xuyên đánh nhau ở trên đường phố, đánh nhau trong khu phố và trên sân thượng. Năm 1959, ông có quốc tịch Mỹ do được sinh ra, có thể chuyển đến Seattle. Năm 1961, ông đăng ký vào Đại học Washington. Chính trong thời gian ở Mỹ này, ông bắt đầu tính đến việc kiếm tiền bằng cách dạy võ thuật, mặc dù ông khao khát có được sự nghiệp diễn xuất. Ông mở trường võ thuật đầu tiên của mình hoạt động ở bên ngoài nhà Seattle. Sau đó, sau khi mở thêm trường thứ hai ở Oakland, California, ông đã từng thu hút sự chú ý đáng kể tại giải vô địch karate quốc tế Long Beach năm 1964 ở California bằng cách biểu diễn và diễn thuyết. Sau đó, ông chuyển đến Los Angeles để giảng dạy, nơi các học sinh của ông theo học gồm Chuck Norris, Sharon Tav và Kareem Abdul-Jabbar. Vào những năm 1970, do các bộ phim Hollywood và Hồng Kông sản xuất của ông đã nâng cấp bộ phim võ thuật Hồng Kông lên một tầm cao mới về mức độ phổ biến và được hoan nghênh, làm dấy lên làn sóng quan tâm của phương Tây đối với võ thuật Trung Quốc. Các tác phẩm của ông đã làm ảnh hưởng và thay đổi đáng kể các bộ phim võ thuật nói riêng và võ thuật trên toàn thế giới nói chung. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông được biết đến nhờ các vai diễn trong 5 phim điện ảnh võ thuật của Hồng Kông vào đầu những năm 1970, bao gồm là Đường Sơn Đại Huynh năm 1971, Tình Võ Môn năm 1972, Mãnh Long Quá Giang năm 1972, Long Tranh Hổ Đấu năm 1973, phim hợp tác giữa công ty Warner Bros. Của Hollywood và công ty Hiệp Hòa của Lý Tiểu Long và Trò Chơi Tử Thần. Trong đó, phim Mãnh Long Quá Giang năm 1972 do Lý Tiểu Long tự viết kịch bản và làm đạo diễn. Hai phim Long Tranh Hổ Đấu năm 1973 và Trò Chơi Tử Thần do Robert Clow làm đạo diễn. Lý Tiểu Long đã trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng được biết đến ở trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với người Trung Quốc, dựa trên vai diễn của ông về chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc trong các bộ phim của mình và trong số những người Mỹ gốc Á vì đã bất chấp định kiến của người châu Á. Từ những môn võ như là Vịnh Xuân Quyền, Thái Cực Quyền, Quyền Anh và võ thuật đường phố, ông đã kết hợp chúng với nhau và những ảnh hưởng khác từ nhiều nguồn khác nhau thành tinh thần của triết lý võ thuật cá nhân của mình để sáng lập nên Triệt Quyền Đạo. Ông qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 1973 tại Hồng Kông thuộc Anh, hưởng thọ 32 tuổi. Kể từ khi qua đời, ông tiếp tục là người có ảnh hưởng nổi bật với các môn võ thuật hiện đại, bao gồm là judo, karate, võ tổng hợp và Quyền Anh, cũng như văn hóa đại chúng hiện đại, bao gồm phim, truyền hình, truyện tranh, hoạt hình và trò chơi điện tử. Ông từng được tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 nhân vật có sức ảnh hưởng của thế kỷ thứ 20. Ông là diễn viên châu Á đầu tiên được gắn tên ở trên đại lộ danh vọng của Hollywood. Với tài năng và lòng nhiệt huyết của mình, Lý Tiểu Long để lại cho người hâm mộ nhiều khoảnh khắc võ thuật được lịch sử điện ảnh mãi ghi nhớ. Sinh thời, Lý Tiểu Long có thể trọng khá nhẹ, nhưng lực đánh do ông tạo ra lại đạt mức cường đại. Một người anh em tốt với Lý Tiểu Long từng chia sẻ điểm hay này mà sau năm này là sự khéo léo ra đòn nhưng vẫn giữ thể lực. Tuy nhiên lúc bấy giờ có rất nhiều người hoài nghi sức mạnh của họ Lý và không ngần ngại thách đấu ông. Không chỉ có mỗi Lý Huỳnh mà đã từng có rất nhiều võ sĩ dám thách thức Lý Tiểu Long nhưng đều nhận lại cái kết khá đắng. Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 trong một gia đình truyền thống võ học. Khi mới 9 tuổi, ông đã được gửi vào một trường đào tạo kinh kịch ở Hồng Kông, Trung Quốc, nơi sau này cũng là lò luyện của ngôi sao hành động Thành Long. Từng nhiều lần được hỏi về môn phái võ thuật đam mê nhất, nhưng Hồng Kim Bảo chưa bao giờ trả lời thẳng vấn đề. Tôi lúc nhỏ thích chiến đấu ngoài đường phố. Vì thế, bố mẹ tôi gửi tôi vào học ở trường kinh kịch để học nghệ thuật chiến đấu, diễn xuất. Cư dân mạng Trung Quốc phỏng đoán Hồng Kim Bảo thành thạo nhất là Hồng Gia Quyền, môn phái do nhân vật truyền kỳ Hoàng Phi Hồng sáng tạo và lưu truyền đến Hồng Kông, Trung Quốc.
Ngoài ra, nhìn những pha hành động của Hồng Kim Bảo trong các phim do chính ông thủ vai hoặc đạo diễn, có thể thấy nam diễn viên có ngoại hình quá khổ này khá thành thạo trong nhiều chiêu thức, vị xuân quyền, quyền tự do. Hồng Kim Bảo từng nói kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời của ông là lần đầu gặp huyền thoại Lý Tiểu Long. Hôm đó, Lý đến phim trường Gia Hòa, nơi ông đang cùng một số diễn viên võ thuật tập đấu đối kháng. Tôi nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác thật tuyệt vời khi được gặp người làm dạng danh võ thuật Trung Quốc ở Hollywood. Hồng Kim Bảo nhớ lại, ông đã mau chóng tiến về phía Lý Tiểu Long, cười và nói, rất hân hạnh được gặp anh, tôi xem phim và thấy những pha ra đòn của anh rất mau lẹ. Sau khi nghe câu nói của Hồng Kim Bảo, Lý Tiểu Long trợn mắt bảo, thì sao? Anh liệu mình chịu được mấy giây trên sàn đấu? Máu nóng bừng lên, Hồng Kim Bảo và Lý Tiểu Long bước lên trên võ đài trong sự hồi hộp của nhiều cao thủ trong phim trường. Một giây sau tiếng chuông báo hiệu trận đấu, tôi thấy đế giày của anh ta cách mặt mình chỉ vài mm. Hồng Kim Bảo kể lại trong lần giao lưu trực tuyến ở trên mạng Tin China, Trung Quốc. Sau trận đấu để đời với người được cả thế giới karate Mỹ nể phục, Hồng Kim Bảo nói ông đã học được nhiều thứ từ Lý Tiểu Long. Nhất là khi Hồng Kim Bảo diễn cùng Lý trong phim Long Hổ tranh đấu. Hay Lâm Chánh Anh, người từng bị Lý Tiểu Long đá bay ra khỏi phòng. Lâm Chánh Anh sinh năm 1952, trong một gia đình có 6 anh chị em. Cha mẹ của Lâm Chánh Anh làm nghề nấu nướng thuê, nên bữa ăn của mọi thành viên trong gia đình sống chủ yếu là nhờ nghề bán đồ ăn đường phố. Vì thế, chưa từng được đến trường, nên cha mẹ của Lâm Chánh Anh hy vọng con cái của mình sẽ tìm được tương lai bằng cái chữ. Họ cho Lâm Chánh Anh theo học một trường tiểu học ở Hồng Kông, Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian ấy Lâm Chánh Anh cùng nhiều bạn bè xấu nên không tha thiết chuyện học hành. Sau 2 năm theo học, ông quyết định bỏ ngang vì gia đình quá khó khăn và tham gia đoàn kịch từ những năm 1963. Cũng giai đoạn này, ông gặp sư phụ là Vu Chiêm Nguyên, trở thành đồng môn với nhóm Thất Tiểu Phúc. Theo đuổi con đường học võ học chính thống, Lâm Chánh Anh sớm được các nhà làm phim chú ý. Từ năm 17 tuổi, ông đã có vai diễn đầu tay dưới trướng công ty Thiệu Thị. Năm 1971, ở tuổi 19, Lâm Chánh Anh đã là chỉ đạo võ thuật trên phim. Cũng lúc này, Lý Tiểu Long từ Mỹ trở về Hồng Kông, Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Lâm Chánh Anh không đánh giá cao huyền thoại võ thuật vì cho rằng Lý Tiểu Long chỉ là hữu danh vô thực. Bản tính ngông cuồng, tính nóng như lửa đã đưa Lâm Chánh Anh tới một sự kiện mà cả đời ông chưa từng hối hận. Đó là thách đấu Lý Tiểu Long. Năm đó, Lý Tiểu Long tiết lộ để ý Lâm Chánh Anh vì cá tính mạnh. Cũng vì lẽ đó mà tài tử lập tức nhận lời thách đấu. Sau khi bị Lý Tiểu Long đá bay ra khỏi phòng, thì Lâm Chánh Anh thực sự tâm phục, khẩu phục, thần tượng võ thuật hàng đầu châu Á. Lý Tiểu Long rất ấn tượng với cá tính của ông và sau này viết thư mời ông trở thành phụ tá riêng cho mình. Làm việc cho Lý Tiểu Long, Chánh Anh trực tiếp chỉ đạo võ thuật cho những bộ phim của thiên tài như là Võ thuật Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn, Long Tranh Hổ Đấu, Mãnh Long Quá Giang. Sự ra đi của Lý Tiểu Long vào năm 1973 khiến cuộc đời của Lâm Chánh Anh rơi vào bế tắc. Ông sống không phương hướng cho đến khi Hồng Kim Bảo thành lập Hồng Gia Ban và mời Lâm Chánh Anh tham gia chỉ đạo võ thuật. Vừa rồi là những thông tin mà Tuyệt Mật TV muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị. Hãy like và subscribe để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!